rất mịn luôn. Có khác gì rửa xe ngoài tiệm bà con. Rất là mịn này, rất tơi này. Xin được chào toàn thể anh chị em, bà con, cô bác. Ngày hôm nay Điện Máy Trần Thành chúng em về thêm một dòng máy rửa xe mới đến từ thương hiệu Komatsu. Công suất thực tế 2600W và áp lực nước 253, mạnh hơn so với các dòng máy rửa xe trên thị trường hiện nay. Công suất chỉ có 230 thôi ạ. Máy bên em cam kết lõi đồng 100% và sử dụng công nghệ inverter tiết kiệm điện và automat chống cháy chống giật, nên bà con cực kỳ yên tâm khi sử dụng nhé. Và ngay bây giờ em sẽ khui thực tế sản phẩm máy rửa xe Komatsu 2600W cho bà con cùng xem nhé. Nguyên nai nguyên kiện đấy ạ. Bộ sản phẩm khi bà con nhận về sẽ có là một súng này, một súng là chắc chắn này. Đấy, xốp bọc rất là dày dặn, đảm bảo trong quá trình vận chuyển an toàn cho bà con. Một dây carbon dài 15m bà con nhé. Một bình tạo bọt tuyết này, các cút nối và lọc rác đi kèm, là dây cấp nước dài 2m. Tặng kèm cho bà con một cần nối dài này. Đây là thân máy của chúng ta. Đó, bọc rất là chắc chắn. Con tóc bọc cao su này. Đầu máy có chỉnh áp nhá, có thể điều chỉnh mức áp suất nước mạnh nhẹ tùy ý. Rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ quay tổng thể cho bà con xem nhá. Thân máy này, chúng bà con có thể nối dài nối ngắn tùy thích này. Cút lọc rác và các phụ kiện đi kèm. Dây cấp nước, dây dẫn nước và bình tạo bọt này. Đặc biệt nhá, cùng máy của bên em ấy, máy sao thì thùng vậy, đó, nó cùng đồng nhất với nhau này. Công suất 2600W, hàng công nghệ Japan Technology và hàng nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan bà con nhé. Lắp máy rất là đơn giản thôi bà con ạ. Ở máy chúng ta sẽ có đầu cao và đầu thấp này. Đầu cao bà con lấy dây dẫn này, lắp trực tiếp vào đây cho em. Đó, như vậy là xong. Đầu còn lại bà con sẽ lắp vào súng nhé. Rồi, thế là xong nhé. Đó, cút nối trắng, bà con lắp vào đầu thấp này. Xong chúng ta đánh cái cút nối này vào. Đầu còn lại chúng ta sẽ lắp vào lọc rác. Như vậy là xong. Có bình tạo bọt này, bà con có thể là cho một chút xà phòng vào để chúng ta lắp lên súng để xịt rửa xe máy ô tô. Và giờ em bật máy và test cho bà con cùng xem nhá. Nước rất mạnh mẽ, máy với 3 chế độ này, tia trộm này, tia xè, tia xương này, thì nước rất mềm mại này, thay đổi cái nước quý nhá. Đó, thì bác nào có găm rêu này, bác phải găm rêu trên cửa này, trên chân. Nước rất mạnh mẽ luôn, găm rêu trên cửa này. Đây nó rất bẩn nhé, bà con có thể nhìn này, xe rất bẩn đây. Nhưng mà chỉ với một thao tác rất đơn giản, rửa xe không chặn và xe vô cùng sạch sẽ và sạch bóng. Dây dài 15m, bà con có thể tăng ra thoải mái để kịp cửa. Tiếp tục như xe, tiếp xương. Với sau khi bà con đánh xong bùn đất trên xe, làn xe ẩn chúng ta sẽ dùng một chút dung dịch xà bông để chúng ta cho vào cái lọ này. Chúng ta đổi ra chế độ tiết chùm nhé. Đấy, chúng ta lắp vào mình. Lắp xịt lên xe. Rất mịn luôn. Có khác gì rửa xe ngoài tiệm bà con. Rất là mịn này, rất tơi này. Cực kỳ đẹp và mịn mà luôn. Máy có dơ le chống cháy chống giật bà con nhé. Đó, test trực tiếp qua máy cho bà con thực hiện luôn này. Đó, có dơ le chống cháy chống giật này. Đó, cực kỳ là an tâm và thoải mái luôn. Và vừa rồi Điện Máy Trần Thành chúng em mới giới thiệu cho bà con cô bác chiếc máy rửa xe Komatsu KM2600W. Bà con nào, anh chị em nào còn chưa có chiếc máy rửa xe này hoặc mua về gửi tặng cho người thân trong gia đình thì hãy để lại số điện thoại dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp cho shop qua số điện thoại trên màn hình. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn tận tình cho bà con. Dòng sản phẩm này bên em đang bảo hành cho quý khách hàng là 24 tháng, lỗi đổi mới trong vòng 30 ngày nếu có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào từ nhà sản xuất.
Nhận hàng quý chị bà con cô bác được kiểm tra test thử sản phẩm ưng ý rồi mới thanh toán. Điện máy Trần Thành chúng em cam kết bán hàng chính hãng, uy tín, tận tâm, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý anh chị.